Phương Mỹ Chi vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời an ủi từ bố nuôi. Cách đây không lâu, Phương Mỹ Chi vô tình vướng vào nghi vấn lộ clip nhạy cảm trên các nền tảng mạng xã hội. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận và nhờ sự can thiệp của pháp luật. Sau một thời gian, người đẹp đã quay trở lại với cuộc sống đời thường lẫn công việc biểu diễn. Phương Mỹ Chi luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Phương Mỹ Chi được quan Lê An ủi hậu ồn ào đời tư. Trong bài viết mới nhất, Phương Mỹ Chi đã đăng tải loạt ảnh khi đi biểu diễn trong một đêm nhạc. Người đẹp nở nụ cười trên môi, thoải mái thể hiện cá tính trước tình cảm nồng nhiệt của công chúng. Ở dưới phần bình luận, quan Lê đã động viên con gái nuôi, con của ba càng ngày càng xinh giỏi nữa, ba rất hãnh diện về con. Ngay sau đó Phương Mỹ Chi chủ động cảm ơn người thầy trong nghề, con cảm ơn ba. Mối quan hệ hiện tại giữa quan Lê và Phương Mỹ Chi. Năm 2019, Phương Mỹ Chi đã quyết định rời khỏi công ty của quan Lê để thoát ra vùng an toàn. Trước việc nữ ca sĩ dứt áo ra đi khỏi bố nuôi, có nhiều người cho rằng cả hai đã xảy ra bất hòa, nhưng thực tế mối quan hệ giữa quan Lê và Phương Mỹ Chi không hề rạn nứt. Vẫn duy trì tốt đẹp cho đến thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.